Confinar, động từ là giam cầm. Confinar. El prote, sự bùng phát. El prote, chẳng hạn như mình có cái câu là Confinada la mitad de la ciudad china de Shanghai por brote de COVID-19. Có nghĩa là một nửa của thành phố Trung Quốc Thượng Hải. Thành phố Trung Quốc tên là Thượng Hải ha. De la ciudad china, một thành phố thuộc về Trung Quốc. De Shanghai, thành phố Thượng Hải. Confinada, bị giam cầm. Confinar. Participle của nó mình sẽ bỏ AR thêm ado ada vô là bị giam cầm bởi sự bùng phát COVID-19. Ở đây nó muốn nhấn mạnh cái chữ giam cầm, nó chứng muốn nhấn cái chữ bị giam cầm, nó đem về phía trước. Một nửa thành phố Thượng Hải của Trung Quốc bị giam cầm bởi sự bùng phát COVID-19. Imponer, động từ là áp đặt. Imponer. Imponerse, động từ phản thân là áp đảo, chiếm ưu thế. Nó cũng là động từ luôn nhưng phản thân ha. Imponerse. La curva, đường cong. La curva. Azotar, động từ là đánh đòn, dập. Azotar. Debido a, bởi vì, tại vì. Debido a. En confinamiento, sự phong tỏa, sự lockdown. En confinamiento. Chẳng hạn như mình có cái câu Shanghai impondrá confinamientos por sectores con el objetivo de reducir la curva de contagios de COVID-19 que azota nuevamente a China. Debido a la variante Omicron, thành phố Thượng Hải sẽ áp đặt imponer, nhưng mà cái thì tương lai đơn của nó đó cho dùng cho anh ấy, cô ấy, quý bạn đó, thì nó sẽ là impondra, bất quy tắc nha. Đáng lẽ là imponera nhưng mà nó sẽ là impondra. Thượng Hải sẽ áp đặt cái sự phong tỏa, những cái sự phong tỏa từng phần, por sectores, từng phần, với cái mục đích, với cái mục tiêu, với cái mục đích là reducir, giảm đi cái đường cong lây nhiễm, đường cong những cái ca nhiễm nó muốn giảm xuống, ca nhiễm COVID-19. Cái mà nó tấn công, nó mới tấn công, nó mới dập Trung Quốc bởi vì cái biến chủng Omicron, là variante, là biến chủng. Thượng Hải sẽ phong tỏa từng phần với cái mục tiêu là giảm cái đường cong lây nhiễm của COVID-19, có nghĩa là cái biểu đồ đường cong, nó muốn làm cho đường cong nó giảm xuống. Cái mà nó tấn công, Asota tấn công đây, cô ấy, anh ấy, quý bạn tấn công, nó mới tấn công đây Trung Quốc bởi vì biến chủng Omicron.